Em xin chào các anh, em này vừa mới về là con âm ly của anh Kyo nhé. Con này thì em bán xả kho luôn. Đấy, bác nào mà lấy con này thì báo em nhé. Đấy, con này thì đấy, nó về thì hình thức của nó đây đấy, có vài chỗ nó hơi chảy xước một tí nhé. Em bán xả kho luôn cho các bác nhé. Những con này nó khoảng hơn hơn 2 triệu, khoảng 2 triệu 3, 2 triệu 4 một con âm ly đẹp. Đấy, con này em bán chuyên 2 triệu, chuyên 2 triệu con âm ly này nhé. Đấy, con này thì là công suất của nó là đi 45W điện 100V. Đấy, mình về ghép nó bút xeo nghe nhạc ok luôn nhé. Đấy, thì con này là có cổng aux này, cổng tuner, cổng phono này, cổng tép, nó có cổng mic out để có thể là đưa xuống dưới để làm theo kiểu là làm pre nhá. Đó, con Kyo A4000 này, kẹp nó ở đây nhá. Đấy, kẹp nó của nó một cái, cái này nhìn nó hơi khác các cái còn lại đấy. 4.000. Con này thì em bán là coi như là bán giá tù mù không bảo anh gì nhá. Đấy, về chỉ biết là đây vẫn lên tiếng này. Đấy, về các bác dùng ấy nhá, anh em thợ về dọn nhá. Hàng nó mới về em cắm điện thử để vẫn đang ra tiếng này, bát vẫn lên này. Nào nớt vẫn đang kích hoạt ok này. Con này có cổng mic thì cắm mic gì thì thôi nhá, bỏ qua nhá. Đây, trong đầu vào cũng có phono tuner này, và dưới này là cổng tép nhá, để cho ấy tép này. Đấy, các bác lưu ý là khi mà gạt cái này xuống nhá, nó mất tiếng của cái phần phía trên này nhá, nên các bác phải gạt nó lên này này nhá. Có chế độ mono và stereo này, có hai cắt để có thể cắt bớt tải cao này, này nhá. A 4000 con Kyo. Ok nhá, đấy, A4000 thì vẫn ra tiếng đây nhá, hai vế đều có tiếng này, đấy. Đấy thì con này bác nào mua alo em nhá, con này thì là 2.4 triệu em bán xả kho thanh lý luôn là 1.600.000. Đấy, bác nào cần thì alo em nhá, đấy. Ok nhá, 1.600.000 đồng. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.